Tại anh bút xúc quá mà hôm coi cái kênh của em anh vui quá. Dạ. Tại nói lên những cái điều đó được đó. Dạ. Tại vì lâu lâu lắm rồi anh coi cái mạng này đó. Anh thấy anh bực quá mà không biết làm sao mà để đưa tin. Mà nghe ha, nghe cái câu chuyện của Hai Phước này nhìn thấy nó kỳ quá đi. Nên thấy thấy cái kênh của em nói chuyện nghe đã quá trời luôn á, ai ai người ta cũng cười á, Dạ. người ta nói nó phải có những người về lên là mới mới làm việc được, chứ bây giờ cứ đưa cái tin tầm bậy tầm bạ rồi làm tiền mạnh được quân tội nghiệp người ta nữa, đưa không có đúng chỗ đó em. Dạ. Nên Thế anh không biết cách nào mà để gửi mạng gửi thư gì hết trơn, tại tại nó đúng ra ra là anh năm nay cũng gần 70 rồi à không dạ có biết dạ sử dụng điện thoại. à, dạ thì bây Nên giờ nó 70 là cháu phải kêu bằng chú rồi đó chứ không kêu bằng anh được. đưa từ cái trọng súng ra để nó câu like câu view gì đó để kiếm tiền không vậy hết trơn á, mà Dạ. nó đưa lên tầm bậy tầm bạ không à, nó đưa là nó kêu trọng súng rồi nó đề nghị trọng súng về quê rồi, rồi ba chầu ông thấy vậy đúng không Dạ. à, và thấy vậy rồi ba chầu cũng vui à, tại vì cái người tu hành người ta nhìn người người ta biết chứ, rồi xong xuôi là Hai Phước thiện bàn sao cho trọng súng ở lại. Dạ. Nên là thấy câu chuyện này nó chuyện nó nhỏ mà nó xé ra cái mạnh thường quân ôm mùng mùng gửi tiền, anh thấy cái này anh thấy không có đúng. Những người mình nên giúp cũng như là những nhà trọ rồi thấy không, người ta khổ quá trời luôn, người ta không có tiền đóng tiền già gạo không có ăn rồi Hai Phước lại dùng những cái đó rồi bắt đầu chơi ông ba trầu rồi lập lập ra những cái kênh gì mà lỡ nó quay phim á, Dạ. nó đưa lên mạng toàn là nói xấu ông ba, mà ông ba người tu hành cũng đâu có nói đâu, Dạ. toàn là trên cộng đồng người ta nói thôi hiểu không. Rồi thấy nhiều tiền quá em thấy không, nấu lần 200-300 phần cơm mà có đáng giá nhiều năm năm mười ngàn một phần à, mà cái này người ta gửi 70-80 triệu không á. Dạ. Nói đúng ra cái tiền đó người ta phải đem cho những nhà trọ, những người đói khổ. Nhưng mà lại tối ngày cứ toàn là mướn mấy mấy cái YouTube như là Bình Định nè. Nên bởi vì anh mới bức xúc không? Đưa nào là năm đứa trẻ, đưa bà già. Rồi bây giờ lại coi kỳ quá không? Dạ. Bây giờ nói là đem về cho con cháu. Tại vì những người trên mạng người ta bực, người ta nói vậy đó. Rồi bây giờ gài qua rồi bướng đem qua những nhà trọ của ông ở cái đó cũng như thằng Toàn rồi thấy không, thằng Toàn Đức rồi bây giờ cũng vậy, đang coi phim rảnh bực luôn rồi rồi cũng Hai Phước sắp xếp rồi tiền của Mạnh Thường Quân đưa ra Hai Phước toàn là lấy tiền Mạnh Thường Quân đưa ra mà cứ nói tiền của vợ chồng Hai Phước, toàn là nói chuyện ra là đạo lý đồ hay lắm, đúng là khẩu Phật tâm xà đó em. Anh nghe anh xúc động quá trời đi, tội nghiệp nghiệp ba chầu, tại vì ông lo nhiều quá đi, ông lo nhiều chỗ quá đi, rồi đưa mấy bà già qua làm sao mà ông dẫn qua từng người đâu hiểu không. Rồi bây giờ cứ đổ thừa là ba chầu không biết ai, trời đó anh. Nghe riết mà nói thiệt với em, từ nhà mà em coi coi cái kênh em gì Lê Văn Thiện với Hai Phước rồi đó, rồi bà tưởng bà thấy không, trời đó bà cũng xúc động cho ông ba chầu, bà mới lên tiếng bà bị cái băng Hai Phước chơi bà tưởng liền là cái kênh của Phong Bụi á. Nên anh bây giờ muốn nói lên sao mà cái đồng tiền của vợ chồng Hai Phước ấy, nó dư dữ lắm, nấu 200-300 phần cơm mỗi ngày á, nó đáng giá nhiêu 2-3 triệu bạc rồi em,
mà người ta đã gửi toàn là 70-80 triệu không à, đồng tiền dư quá chịu làm cái gì. Còn cái nhà em coi đồ to lụm cây lụm hay là mua đồ phế thải có đáng giá bao nhiêu mà tính 49 triệu á. Mà nói thiệt với em, tại vì anh vợ chồng anh có cũng có làm thiện là đóng góp cho chùa, chùa gửi về mà cất mấy cái gian nhà đó đó em. Dạ. Trời đất ơi, mấy cái to lụm sắt gì một nét gì hết trơn đắp giá cây gì tầm bậy tầm bạ giá lên vậy mà 49 triệu. Dạ. Còn cái kênh của mà cái gì Yến Trần TV gì đó, người ta cất cái nhà tường gạch bông đóng la phong cửa nhôm phòng toilet đầy đủ hết sơn đẹp đẽ mà có 60 60 mấy triệu. Trời ơi, thấy gì đau lòng quá em. Tiền mạnh thường quân, nói thiệt những người giàu mình không nói nha, chẳng hạn như tụi anh nè, cái đồng tiền ăn thì già đâu có bao nhiêu mà Dạ. mình thấy hoàn cảnh Việt Nam vậy mình cũng đóng góp 20-30 nhiều người mới gom lại gửi về gửi cho chùa gửi về, nhưng mà ông Ai Phước ông ăn đành đạn thiệt Dạ. thiệt tình. Nên bây giờ hôm mà anh nghe cái kênh của em á, trời ơi vợ chồng con cái anh nó vui gì đâu luôn á. Rồi Dạ. giờ anh ra ngoài đường nè, người nào cũng khen khen cái kênh của em hết trơn á, Dạ. nó dám mạnh dạn nói lên những cái điều tốt điều xấu phải không đó. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ ông Hai Phước đi làm như cái kênh YouTube của mình Sinh đó, Dạ. trời ơi người ta Mạnh Thường Quân đưa bao nhiêu tiền, người ta kê khai tiền ra, người ta đem từng hộ của những nơi phong tỏa em hiểu không, Dạ. người ta đem tiền đem lạp xưởng đem gạo rồi người ta giúp những người bệnh hoạn rất là tốt luôn á. Trời ơi người ta cất nhà người ta công khai tiền bạc đàng hoàng. Còn cái kênh của vợ chồng chồng Ai Phước này anh thấy không, toàn là cứ mướn mấy cái thằng mắc ô mắc dịch nào đâu không à, Dạ. nó lại nó quay phim ra toàn là nói xấu ông bà rồi nó đưa lên đó. Đó vợ chồng Ai Phước thấy không, lấy tiền Mạnh Thường Quân cho lo lót cho những người nghèo rồi vô làm chứng tầm bậy tầm bạ gì đâu không à, rồi đưa lên nói tốt của mình, làm những chuyện đó là anh thấy không có đúng à. Dạ. Nên anh bức xúc quá anh mới là không biết cách nào hết, nhờ con dâu á nó mới kết nối gì sao đó là mới mới nói chuyện em được á, Dạ. em mới viết cho em lá thư để nhờ em á nói với vợ chồng Hai Phước á số tiền ở đó giờ giữ trong nhà làm gì, bây giờ người ta đang 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 tình trạng khổ sở, người ta nằm ở mấy cái khu mà phong tỏa kìa, người ta không có gạo ăn không có tiền đóng tiền nhà, lấy Dạ. cái đó cho người ta đi, giữ đó giữ cái này làm túi riêng làm cái gì vậy, cái này là lừa đảo rồi đó em thiệt á, Dạ. lừa đảo cộng đồng mạng. Trời ơi người ta bên đây người ta cũng làm ăn cực khổ, người ta vì vì cái tình thương của người Việt mình đúng không, người Việt mình rất tốt cái nó đó, thấy cái hoàn cảnh khó khăn là người ta ùn người ta gom góp tiền, không có tiền đôi khi còn phải đi mượn tiền để đóng góp vô để gửi về Việt Nam giúp giúp những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn em hiểu không. Trời ơi mỗi ngày anh coi mà biết anh bực quá trời, anh ngủ không được luôn á, người thấy đau lòng cho những người Việt mình đang gặp hoàn cảnh khó khăn không biết cách nào. Nên anh hồi nãy anh ngồi đúng ra là anh hồi hôm anh viết mà tối quá gửi sợ làm phiền tới em phải không, Dạ. nên hồi sáng viết rồi rồi mình viết mình chụp hình cũng không biết cách chụp chụp đại rồi gửi mà không biết qua được cũng hên đó. Nên từ đó ông ba trầu ông thấy làm như kiểu này là mang tiếng cho ông ba trầu, tại vì là cái nhà đồ là tiền của Mạnh Thường Quân gửi về cho ông trả cho tiền Hai Phước, nhưng mà Hai Phước ăn quá đáng bởi vì ông ba trầu ông mới rút quân quốc rút ra không có muốn làm với ba Phước hay đó. Rồi rồi bà tưởng á, là bà thấy gì bà lên tiếng nhưng mà bị ông ba Phước lên lên chửi bà tưởng liền. Những cái trường hợp đó đó là
là vợ chồng hai Phước cứ lên mạng nói xấu ông Ba hoài. Rồi tự động bây giờ hai Phước á, hai Phước lại chửi, ủa năn nỉ xin lỗi hai chồng xong rồi cái có cái kênh lên tiếp nữa, bắt đầu kêu Lê Thân Thiện lại, rồi bắt đầu nói xấu ba chồng tiếp nữa, nên anh bị bức xúc quá nên anh bị viết cái lá thư này qua cho em nè. Dạ. Nhưng mà em có cách nào á để nói cho vợ chồng hai Phước á, đề nghị số tiền này á gửi cho những người đang khổ sở đi, những người đang bây giờ hoàn cảnh bây giờ nhất là những nhà trọ nè, người ta bị phong tỏa, người ta đâu có cơm ăn gì đâu. Số tiền đó ông giữ làm gì? Mà phần cơm ông nấu đâu phải như ông Ba Trầu nấu lần 1-2 ngàn buổi ăn đâu, phần ăn đâu. Ba Phước chỉ nấu 2-3 phần cơm, 200-300 phần cơm thôi. Mà một phần cơm có đáng giá bao nhiêu đâu. Người tính ra 300 phần cơm của ông nấu chưa được 3 triệu bạc nữa em. Nhưng mà anh thấy thấy YouTube đem lại gì mà 70-80 triệu không à, mà gửi mấy gì hoài gửi hoài mà sao cái tiền từ thiện đó đâu có thấy ông làm gì đâu. Còn trong khi đó ông Ba Chầu nào là mua hòm cho những người người ta chết, người ta không có tiền mua hòm, ổng cũng bỏ ra nè, rồi ổng lo một ngày mấy ngàn suất cơm, rồi ổng mua gạo, ổng làm đủ thứ chuyện hết. Nên vậy anh bức xúc quá anh mới mới thấy cái kênh em vậy, anh mới viết cho em hiểu, đặng nhờ em hay là có những người nào mà nói chuyện hay á, nói gì sao để cho Mạnh Thường Quân người ta nghe hết. Toàn là ông mướn người, mấy thằng ở lối xóm, mấy người nghèo cho tiền người ta rồi lại kê khai nói xấu ông Ba Chầu không à, rồi nói tốt cho ổng. Nên anh không biết nói gì, anh mới nhờ tới em làm sao mà cái tin này đưa lên để cho Mạnh Thường Quân người ta hiểu. Bây giờ cũng có một số chưa có hiểu đâu, tại người ta chưa có coi. Chú cũng là một Mạnh Thường Quân cũng hay giúp đỡ mà ở bên Úc đúng không chú? À đúng rồi, cũng làm từ thiện mà thường thường giấu tên là nhiều. À dạ. Tại vì mình là người già, mình người già có thể mình làm mình kiếm chút đỉnh, dạ. Mình làm sao mà dám đưa tên mình ra, đưa tên ra nhà nước mình để nó phạt mình chết luôn á. À dạ. Rồi đôi khi mình cho mà mình giấu tên, mà mình cho là thường thường mình gửi về Việt Nam, rồi mình mới đưa cho mấy em út của mình, con cháu mình nó mua gạo, nó phát lối xóm bà con, yeah. Rồi đóng góp cho phường rồi bậy bạ. Còn ở đây là vợ chồng của chú thường thường là đóng vô trong chùa nhiều, yeah. Mà cái chùa Ni Viện Thiện Hòa đó là lúc xưa đó là gửi cho ông Ba Chầu. Rồi bây giờ hai Phước nói chuyện sao, bây giờ Ni Viện Thiện Hòa nó gửi cho hai Phước. Trời đất ơi, không biết điện thoại liên lạc làm sao mà bây giờ không gửi cho ai có. Nên chú cũng tức, chú lại chú nói chùa, chú nói không có được đâu. Coi, mình phải nhìn trước, nhìn sau. Coi người nào thật, người nào giả nữa, sư cô à. Nên có trình bày chùa rồi nữa. Biết bao nhiêu người đây, người ta cũng đi làm, người ta mới thấy hoàn cảnh Việt Nam nhà, người ta mới giúp. Rồi cứ lợi dụng cái đó hoài, rồi đôi khi mấy người lớn tuổi như chú này nè, lãnh tiền già bên đây, một tháng có 700 đô chứ nhiêu. Mà cũng nhín nhút ra tiền ăn, rồi mình đóng góp, mình giúp. Thì lâu lâu vài ba tuần, cái mình thấy hoàn cảnh này xấu xa gì, mình góp vô, mình giúp. Chứ đâu có tiền bạc nhiều đâu, tội nghiệp ông Ba Trầu ghê luôn á. Người ta tu hành, người ta đâu có nói. Nhưng mà cặp mắt của Ma Trầu rất là tinh vi, nhìn vô nội cái vụ mà trọng súng là ông Ba Trầu là chú thấy ổng xanh mặt rồi. Cái gì Lê Thân Thiện dàn cảnh sao mà quay phim xong cái rồi đuổi đi, rồi cái dàn trận sao thôi dở lại không đi, Ma Trầu cầm tiền để cho nó thêm nữa, rồi rốt cuộc ba mặt thấy ổng xanh mặt tội nghiệp ổng luôn. Rồi bắt đầu từ đó là ổng nhìn ổng thấy nào là đưa toàn là bụi đời xì ke vậy đó không à. Đó, như bà già 70 tuổi thôi. Cái thằng Thọ này á, là theo mình đoán á, là do hai Phước bày sắp xếp cho nó nói chuyện thôi. Nha. Để nó kiếm ăn thôi chứ không vậy chứ.
Nó là thằng thằng cũng bụi đời, nó tính toán đâu có dở đâu em. Nó khôn khéo hơn bốn đứa kia. Còn cái thằng mà lừa gạt đầu tiên ra đi á, chưa chắc qua được thằng Toàn. Cái thằng Toàn nó khôn khéo hơn. Bởi vậy cái gì nó cũng qua hai phước, nó chạy qua chạy lại. Rồi thấy không? Mắc mớ gì nó đâu mà hai phước cũng dàn dựng kéo nó ra để nó chửi ba trọng. Rồi thấy không? Quay phim qua là thấy hai phước bên đây, mấy đứa trẻ đứng bên đây, rồi bà con đối xóm đứng cũng ngồi vô đặng chửi ba trọng. Rồi tiền giai bạc hổ gì ơi, toàn Cháu là giả dối không à em ơi. cháu thấy thì cái thằng mà thằng Thòn á, là cái thằng đó thuộc dạng anh cháu đó bắt cháu lên cháu chửi nó nữa chứ cháu không có tha cho nó đâu. Toàn phải không? Đó. Dạ, nó không có được làm cái kiểu như vậy. Cái đạo đức của con người, cái lương tâm của mỗi con người phải có. Người ta giúp mình thì phải báo ơn người ta kiểu gì. Ở đây nó lên người ta giúp mình, nó đem oán đi, nó trả ơn. Cháu tức. Đúng rồi. Mà nó chửi mà cháu rớt nước mắt ra, cháu nhìn ông ba trầu mà cháu thương, cháu nói làm sao mà có cái người mà người người ta già đắc tuổi ông nội của mình để cho một cái thằng con nít nó lên, mà một thằng bụi đời ở đâu mà trong lúc mình cưu mang nó lên nó chửi như vậy. Bây giờ em nhìn kỹ lại lại coi, ba chầu ổng đã làm từ thiện hồi nhỏ rồi, ổng hồi xưa là ổng bán tiệm vàng, ổng nghỉ rồi bây giờ ổng xuất tiền túi ổng làm từ thiện rồi đó, giờ quá nhiều rồi. Mạnh thường quân thấy vậy, thấy ổng vậy rồi người ta mới giúp ổng thêm, rồi bây giờ hai phước thấy có ăn quá rồi bắt đầu bôi bát ông ba chầu. Thấy không, ông ba chầu ổng sống đâu có bao lâu nữa đâu, đồng tiền của ông đâu có làm tầm bậy đâu em. Thấy ba trầu rất thật là đáng thương, nhưng mà nói đúng ra ông ba trầu ổng con người tu hành, ổng nói chuyện đâu ra đó, ổng nóng thiệt. Theo cách nhìn của mình ổng nóng thiệt mà ổng không nói, tại vì ổng là người tu hành, nhưng mà đôi khi ổng cũng có nóng. Đôi khi ổng nóng ổng nói mấy cái thằng bụi đời này, cái đầu ổng nghĩ thôi nha, theo cái góc nhìn của mình ổng thấy, theo góc nhìn mình thấy ổng nói nuôi thằng này rồi nó cũng sẽ phủi ơn thôi, còn biết bao nhiêu người khổ hơn tụi này tại sao không giúp, mà tại sao cứ quay phim giúp mấy này hoài, đúng không? Tại vì cái góc nhìn mình thấy những người thường theo dõi người ta biết người ta thấy, đúng không? Cái thằng Toàn này thằng không phải tầm thường, tại vì chú đánh giá trước rồi. Cái thằng này ghê lắm, nó miệng lưỡi quá đi. Người ta già cả, người ta mang về người ta hứa lo cho nó, rồi hứa xong dịch lo công ăn chuyện làm cho nó, rồi nó theo hai phước, nó nghe lời hai phước lại xây lưng đá ngược lại ông ba trầu. Mình thấy mình bức xúc thiệt. Con người nó vậy là không có được đâu, nuôi nó xong nó giết mình á. Cả tuần nay rồi chú thấy chú bức xúc lắm, mình tính nhắn tin qua mà mình không biết cách thức nào để nhắn tin qua mấy cái thằng quay phim của ông Hai Phước á, để mình khuyên nó không nên làm vậy. Nhưng mà bây giờ lại thấy cái thằng Bình Định nó cứ nghe lời Hai Phước quay phim rồi nó còn nhắc Toàn mấy người kia nữa, Đúng là mình rồi. thấy cái thằng này một phe luôn rồi. Nên mình đưa tin cho nó cũng đâu có đưa lên cho Hai Phước nghe, Đúng rồi. tại mình tính viết cho nó để khuyên Hai Phước thôi, chứ không phải mình đưa lên mạng. Mình chỉ nhờ nó khuyên Hai Phước không nên làm vậy thôi. Nhưng mà không ngờ ngày hôm qua thấy cái kênh của em đưa ra, anh vui quá trời luôn, anh nghe đã, thật là đã luôn. Cái kênh của em vừa ra xong á, là cái kênh của cái thằng thằng Bình Định nó lên liền, là cái thằng Toàn gì nó quản nó xin lỗi đó. Trời ơi, nó chửi người ta tu hú rồi giờ nó xin lỗi, nó xin lỗi xong rồi bây giờ nó chửi lại tiếp nữa đó, nghe bực mình không? Tới sáng giờ anh bật lên là cái kinh là nó bắt đầu nó dọn đi nè, lại chửi quá bây giờ lại mới đi nè. Nhưng mà đi qua theo anh biết á, là qua nhà trọ của Hai Phước, nó dàn cảnh nhau chứ Hai Phước lo chỗ cho bà già 70.
Nhưng mà hai Phước cho bộ nói là gia đình, bả về gia đình. Thật sự không phải về gia đình. Tại vì mình muốn bây giờ người ta Việt Nam mình đang khổ, không? Những người người ta cần sự giúp đỡ mà lại làm những chuyện này nó kỳ quá đi. Làm sao mà khuyên được cái mấy cái thằng mà cứ quay phim tối ngày, nó quay tầm bậy tầm bạ mà nó không lo giúp người ta. Nó chẳng hạn bây giờ thấy những cái hoàn cảnh mà bây giờ những hoàn cảnh nhà trọ là rất là đáng thương. Người ta thất nghiệp, người ta không có tiền ở mấy tháng, không có tiền đóng tiền trọ, rồi không có gạo ăn. Tại vì nhà nước lo đâu có nổi hết đâu. Bây giờ nhờ những mạnh thường quân là đa số. Nhưng mà tội nghiệp người ta ghê luôn. Ở cái chỗ gì 1 triệu, 1 triệu mấy, rất là bẩn thỉu luôn, mà không có tiền đóng nhà trọ luôn nữa. Là đau luôn á. Nên mình quá bực thiệt á, bực quá rồi. Bây giờ ngày hôm qua nhờ được con dâu á, mừng quá trời luôn. Hồi hôm coi nói trời tao tức quá trời, bữa nay tao vui lắm á. Vui quá trời, gặp cái kênh này nói chuyện nghe đã, thiệt đã luôn á. Dám ăn, dám nói, dám chửi luôn, chửi nặng luôn á, chứ không phải nhẹ. Chứ hồi đó giờ đâu có kênh nào mà chửi vậy đâu. Trời ơi, cái này chửi cũng như cái bà gì, bà Nguyễn Phương Hằng gì đó. Trời ơi, dám ăn, dám nói, mạnh dạn, dám bươi bốc ra những người mà lường gạt. Không như Hoài Linh rồi thôi, bây giờ bể quá trời rồi. Hôm nay gặp được được em là anh cũng vui lắm rồi đó. Được nói ra những cái cảm xúc của mình luôn. Mình thấy mình bực quá, mình chịu không nổi. Mà bây giờ nó đúng ra mình lớn tuổi rồi, mình không biết sử dụng máy. Thứ nhất. Rồi đó giờ chưa bao giờ, hồi đó giờ mới đẹp. Mới lần đầu tiên được nói chuyện ở trên trên vậy thôi. Chứ đó giờ không có biết bấm, chỉ biết bấm nút vàng, của nút xanh với nút đỏ à. Bấm nối với bấm nghèo à. Dạ thôi thì bây giờ như thế này, thì cháu cũng xin tạm gác lại cái câu chuyện này. Bữa nay cháu cũng cảm ơn chú cũng đã có đôi lời tâm sự với cháu như vậy. Thì để cháu xin xuống cuộc nói chuyện này, rồi có cái gì mà chú cứ bức xúc thì có thể điện về cho cháu, rồi chú cháu mình lại tâm sự tiếp ha. Rồi ok, cảm ơn con nhiều nha. Dạ rồi.